Thanh Thủy mến chào quý vị và các bạn đến với chương trình Xuân Hội Ngộ. Thay mặt 30 tập chương trình, Thanh Thủy xin kính chúc quý vị và các bạn một năm mới an khang thịnh vượng và vạn sự như ý. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình Mừng Xuân đặc biệt ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục gặp gỡ một nam nghệ sĩ mà trong suốt thời gian qua anh được rất là nhiều quý khán giả ái mộ. Bởi anh không chỉ là một nghệ sĩ cải lương tài năng với khuôn mặt và dốc dáng sáng đẹp, mà anh còn có một chất giọng truyền cảm lay động lòng người. Mà người ta biết đến anh với một nghệ sĩ có một tính cách rất là hiền lành, cũng như là với những hoạt động thiện nguyện vô cùng ý nghĩa. Và anh cũng là một người con của quê hương Trà Vinh. Trong chương trình ngày hôm nay, Thanh Thủy xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nghệ sĩ ưu tú Đào Vũ Thanh. Đào Vũ Thanh chào MC Dương Giang trẻ đẹp Thanh Thủy. Và Đào Vũ Thanh kính chào và kính chúc quý khán thính giả và đã và đang nghe chương trình Xuân Hội Ngộ. Chúc tất cả quý vị lúc nào cũng dồi dào sức khỏe, mọi điều tốt đẹp, năm mới an lành, hạnh phúc. Vâng ạ, thay mặt cho 30 tập chương trình, Thanh Thủy cũng xin chúc cho nghệ sĩ ưu tú Đào Vũ Thanh năm mới tấn tài tấn lộc và vạn sự bình an ạ. Cảm ơn Thanh Thủy. Anh Đào Vũ Thanh ơi, được biết anh là người con của quê hương Cầu Kè Trà Vinh. Vậy thì khi mà được nhận lời mời tham gia chương trình ngày hôm nay, cảm nghĩ của anh như thế nào khi mà tham gia chương trình Xuân Hội Ngộ ạ? Quá hạnh phúc. Hạnh phúc á là được ban biên tập chương trình tạo điều kiện cho Đào Vũ Thanh được về tao ngộ quê hương nơi chôn nhau cắt rốn của mình là tỉnh Trà Vinh. Thanh ví như mình là một con chim đang bay giữa bầu trời, mà tới ngày giờ buổi chiều bay về tổ ấm. Đó là một cái hạnh phúc lớn nhất của một người nghệ sĩ bôn ba khắp nơi đi nữa, phải về Trà Vinh nhất là dịp đó. Đó là hạnh phúc lớn nhất. Đào Vũ Thanh xin cảm ơn chương trình tạo điều kiện tốt đẹp cho Đào Vũ Thanh giao lưu một chương trình rất là có ý nghĩa về quê hương Trà Vinh. Và nhân dịp tham gia chương trình ngày hôm nay, anh có thể chia sẻ đôi nét về bản thân của anh cũng như là gia đình của mình để cho khán giả yêu mến anh được biết thêm ạ? Có thể nói thì theo câu hỏi của Thanh Thủy thì nói về cái quá trình và cái gia đình của Đào Thanh đúng không? Yeah. Thì trước mắt là sự nghiệp rồi. Ý nói là trong nhà có ai hát không đúng không? Thì nói chung thì trong nhà thì ba mẹ thì cũng là ngày xưa cũng là giao lưu tài tử địa phương thôi. Từ cái đó thì Thanh giống như là cái gen gì đó, đó nhiễm trong máu. Từ đó rồi mới cứ vừa học phổ thông rồi vừa về học bài rồi vừa hát nghêu ngao vậy đó. Đó, nhiều cái tình tiết để cho mình phát triển cái sự nghiệp ca hát mà gia đình ủng hộ. Được biết hiện nay anh công tác tại đoàn nghệ thuật tổng hợp Tiền Giang, vậy thì cơ duyên nào đưa anh đến với đơn vị này ạ? Thanh thì tốt nghiệp nhà hát lương trường Hú Trang, lúc đó là 2005, rồi hoạt động ở trên Sài Gòn, sau đó thì ở Tiền Giang thì dùng câu giống như thiếu kép vậy đó, đó thì mới cần kép về, có đào không có kép, thiếu kép, cho nên thì đủ duyên. Đào Thanh về đầu quân cho tỉnh Tiền Giang cho đến nay. Và hạnh phúc nhất là về được quý cấp lãnh đạo, quý thầy cô, anh em, đồng nghiệp rồi yêu thương và ủng hộ Đào Thanh có được ngày hôm nay. Thưa anh, trong quá trình hoạt động nghệ thuật á, thì nghệ sĩ ưu tú Đào Vũ Thanh có rất là nhiều vai diễn được quý khán giả yêu mến. Vậy thì trong số những vai diễn ấy thì vai diễn nào anh thích nhất và bạn diễn nào làm ăn ý nhất ạ? Thì như thế này, lúc đó 2009 thì cuộc thi hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc. Lúc đó một cái vở tuồng cũng khá là hay, mà nói về một vị tướng, một anh hùng dân tộc, đó là cụ Trương Định. Vai này đã giúp cho Đào Thanh được huy chương vàng, cho nên là có thể cái vai này ấn tượng nhất của Đào Thanh. Mặc dù là rất là nhiều huy chương vàng, nhưng mà có thể là cái vai này vai đầu tiên ấn tượng nhất, mà vai này được chăm chút nhiều nhất và được nhiều thầy hướng dẫn nhiều nhất, cho nên là ấn tượng nhiều nhất là đầu tiên, cho nên lúc nào cũng là nằm trong đầu của Đào Thanh hết. Thưa anh, trong quá trình hoạt động nghệ thuật thì có bạn diễn nào mà hợp ý với anh trong suốt thời gian từ trước đến nay ạ? Nói chung thì những nghệ sĩ nữ thì hầu như là Thanh đều diễn qua hết, đặc biệt là những nghệ sĩ đã từng có tên tuổi như là Quý Trân hay Tú Sương hay là Thanh Ngân hay mẹ Lê Thủy gì đó, mẹ Thủy đúng vai mẹ không nói rồi. Thì những người mà hát vai cặp á, Lê Quý Trân, mà thể mà ăn ý nhất á
thường thường là diễn nhiều phải ăn ý nhất. Diễn nhiều nhất là diễn với Quế Trân và Nhân Hậu, nghệ sĩ ưu tú Nhân Hậu, nghệ sĩ ưu tú Quế Trân. Tại vì hai vị này là diễn với Thanh Thường nhất thì sẽ hợp nhất. Tại thường thường là văn ôn, võ luyện, khi mình diễn nhau hoài thì sẽ ăn ý thôi. Chẳng hạn như là một cái liếc mắt, một cử chỉ hay vuốt tay hay là đi bước bộ chân tay là biết là bạn nữ mình muốn gì và sẽ đi hướng gì để mình dìu với nhau. Thì nó là hợp rơ, là hợp rơ cho đó. Hát nhiều thì sẽ hiểu ý nhiều hơn. Thì nó không phải là vấn đề là như thế nào, như là hát nhiều với nhau là khán giả, một khán giả nhìn vô là quen. À, Đào Vĩ Thanh là Nhân Hậu hay Đào Thanh Quế Trân vậy đó. Thì nó nhìn vô đấy, còn hát đạo khác thì mình ít hát hơn á. Thì trong mắt của khán giả thì cảm thấy giống như không quen lắm. Thì nhìn thấy cái xứng đôi á, nó hơi bị phản cảm chút xíu so với những người mình hát thường xuyên, say hơn. Mà mình hát thường xuyên thì mình hợp rơ nhiều hơn, đó quy tắc rồi. Anh Đào Vĩ Thanh nè, bên cạnh thường xuyên đi biểu diễn ở khắp các tỉnh thành trên cả nước, anh còn tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện nữa. Vì thì công việc khá là nhiều, anh có thể chia sẻ đôi chút về công việc này của anh như thế nào ạ? Thì nói chung thì cái con người mà, con người được sinh ra là mình được hạnh phúc, là mình mang thân người quý báu rồi. Từ cái đó thì mình luôn luôn trao dồi học hỏi đức nghiệp. Song song đó thì chung quanh mình có những hoàn cảnh khó khăn hơn mình, thì mình luôn luôn mình chia sẻ và tạo mọi điều kiện, mọi thời gian để công việc của mình tốt đẹp. Song song đó, bên cạnh đó thì mình làm gì có ích cho xã hội thì mình cứ làm đó. Quan trọng là mình sắp xếp lịch thời gian cho nó phù hợp. Đó là một niềm hạnh phúc lớn nhất của Đạo Thanh. Khi làm một cái chương trình về cho người nghèo thì bản thân Thanh ấy không thể nào mà làm được một chương trình mà thiện nguyện được. Một con én không thể nào mà làm đến mùa xuân, cho nên nhiều én đến mùa xuân được. Cho nên khi mà mỗi cái chương trình mà thiện nguyện hay là cho bà con nghèo, nhất là quê hương cho dính của mình, Thanh hay ưu tiên hơn tại nơi chung nhau cái đúng của mình mà. Thì vận động anh em, thì anh em cũng ủng hộ Mạnh Thường Quân rồi đó, khắp nơi về ủng hộ cũng thường xuyên. Mà khi mà tham gia một chương trình thiện nguyện xong về ăn ngủ ngon lắm. Cảm thấy làm một cái gì đó nó hạnh phúc. Không phải là gọi thiêng liêng gì, nhưng mà cảm thấy giống như là mình chia sẻ được cái gì đó mình chia sẻ. Anh Thanh ơi, không biết là trong thời gian tới thì anh có những kế hoạch nào mới trong hoạt động nghệ thuật của mình hay không? Thanh Thủy hỏi câu này là có thể là cũng hơi đúng ý với Đạo Thanh đó. Cái chương trình mà lạ, lạ có nghĩa là sao? Hiện giờ là ai cũng làm MV, thì MV là chỉnh chu hết rồi. Thu tiếng thì là mình thu và mình quay. Quay thì có cắt, có sáng, rồi lỡ có cái trục trặc điện quay lại thì khán giả coi thì hay đó, đẹp á. Nhưng mà đối với Thanh á, Thanh muốn là đi một thêm một đường lối mới, chứ không phải là bỏ cái này. Thêm một cái là giới hạn như là Thanh sẽ ra một bài, hai bài, ba bài MV, nhưng mà MV lạ, đờn sống ở ngoài, hát sống ở ngoài hết. Đó. Và đặc biệt là nhạc sĩ luôn luôn thay đổi. Và nghệ sĩ luôn luôn thay đổi để giao lưu với nhau. Và đặc biệt hơn nữa thì Thanh sẽ thường xuyên mời nhạc sĩ bị hiếm thị á. Để cho cái sự giao lưu nó cảm hơn, cho khán giả biết là cái người mà hiếm thị á, họ là yêu nghề đó, họ sống bằng nghề đó, cho khán giả biết là mình hát, đang hát thật với đợt, hát sống với đợt, quay một cái MV như thế. Thanh Thủy thì lạ không? Thanh Thủy thấy rất là ý nghĩa và rất là lạ luôn ạ. Mà hầu như là cái chương trình này á, nếu như mà mình thể hiện, Thanh nghĩ là khán giả sẽ đồng ý, sẽ đón nhận rất là nhiều. Tại vì thật. Dạ. Thật. Được không? Dạ được. Được là Thanh Thủy rất là đồng ý luôn á. Rất là ủng hộ anh luôn. Ủng hộ ha. Dạ. Dạ, vậy là Thanh sẽ chọn cái phát bát này ha. Dạ. Anh Đào Vũ Thanh ơi, khi mà nghe anh ca thì Thanh Thủy thấy rất là hay.
có thể nói là nổi da gà luôn á. Giọng ca của anh rất là khỏe. Anh có thể chia sẻ với Thanh Thủy cũng như là quý khán giả đang xem chương trình là bí quyết nào mà anh có thể giữ được một lần hơi rất là khỏe như vậy ạ? Cái lần hơi của người hát á, nghệ sĩ hay ca sĩ, cái 50 là thiên phú. Thiên phú là dùng dân gian mình gọi là giọng là trời cho. Rồi 50% thì mình khổ luyện, tập luyện. Trời, nói mới nhớ, nói cái vụ mà luyện luyện nó có chuyện kể vui vui đó. Anh Thanh có nhiều chuyện vui quá ha. Lúc mà Thanh còn thơ, còn nhỏ đó, còn bé đó, thì lúc đó thì ở nhà, buổi nhà là có chiếc gà cào. Thủy biết gà cào không? Gà cào dưới sông Rau Cá. Dạ, dạ biết. À, 3 giờ sáng là máy nổ rồi. Mà lúc đó là Thanh đi theo ba. À, theo để bắt cá, lựa cá mà. Mà bắt đầu là tiếng máy dầu nổ lên là Thanh đã ca rồi. Tại lúc đó là ba mẹ mở nhiều cái vở cái lương, cho nên mình thuộc rất nhiều bài cái lương, bài ca cổ. Thuộc nhiều lắm. Cho nên là lúc nào cũng ca hết trơn á. Nhất là đi ra giữa sông, máy 3 giờ sáng mà nổ là Thanh ca. Nổ lên đầu tiên là máy nhỏ, ca nhỏ. Khi mà máy lớn, ca lớn, đặc biệt mà máy lúc chạy nước ngược á. Thì biết mình nước ngược mà. Nước mà đổ ào ào xuống rồi chiếc ghe mình chạy ngược lên á. Trời, phải chạy máy lớn lên. Dạ. Mà chạy lớn lúc đó mình ca nhỏ thì đổ nghe. Bắt buộc có ca lớn theo, ca lớn theo máy. Từ cái ca lớn cho nên cái giọng mình nó sẵn sàng lúc nào không biết luôn á. Tại vì có máy đó Thanh mới hát được. Mà ngoài đi cào xong về á, còn đi giường nữa chứ. Giường mà mấy anh em đi giường á là ở mấy nhà ở xóm á. Rồi, mấy anh em vô tới đó. Thầy đi thì cá hát nhiều ngao, đi tới giường là cá âm sụm chân à. Rồi mấy anh em mới đi vô đó. Đó, nhiều cái vui lắm. À, thưa anh, nói về nghệ sĩ ưu tú Đào Vũ Thanh thì chắc chắn những người mộ đều cải lương rất là yêu mến anh, bởi vì anh là một nghệ sĩ tài năng, tâm huyết với nghề, mà anh còn đem lời ca tiếng hát phục vụ cho bà con, xem như là niềm vui, niềm hạnh phúc của mình. Anh Đào Vũ Thanh thân mến, đến đây thì thời gian chương trình cũng đã hết rồi. Trước khi kết thúc chương trình thì anh có điều gì gửi gắm đến quý khán giả xem đài trong dịp đầu năm mới này hay không ạ? Trước khi tạm biệt quý khán giả, Đào Vũ Thanh chúc tất cả quý vị lúc nào cũng dồi dào sức khỏe, mọi điều tốt đẹp. Đào Vũ Thanh mong rằng chương trình của mình sẽ luôn luôn là phát triển và đài phát thanh truyền hình có nhiều chương trình hay hơn nữa để tạo điều kiện cho nghệ sĩ giao lưu cùng với khán thính giả đã từ lâu quan tâm và theo dõi ủng hộ. Và Thanh Thủy cũng xin thay mặt 30 tập chương trình xin kính chúc cho nghệ sĩ ưu tú Đào Vũ Thanh năm mới hạnh phúc, sức khỏe và thành công trong mọi công việc. Thanh Thủy cũng không quên kính chúc cho quý vị và các bạn đón một mùa xuân thật đầm ấm và yên vui. Xin kính chào tạm biệt.